nếu mà cái mạng nó mạnh, nếu là cái nhiều anten là nó thấy sóng xa hơn đúng không? Trời ơi, cũng giúp em nó hai máy luôn. Nhiều anten cũng là nó xử lý tốt hơn thôi. Còn mà phát sóng xa hơn là anh thấy sợ, anh coi là anten là gì. À, thì nhảy đâu những cái không mua đâm bình thường cầm phải là chim rồi nó có anh tật cái tên dài cái này là 5 dB chỉ, còn những anh ta sạc cái anh tên 11 dB nó dài nó xuyên tường có chú số lần thầy là địa chỉ của tiệm em các bạn 30 chị Quân Đức phải sống tốt anh mà sạc nó là 11 dB 1D 3M chứ số lần thầy là địa chỉ của tiệm em mấy bạn 32 Thích Quân Đức phường 5 quận Phú Nhuận nha các bạn. Cái yếu bớt đi chứ sao, dĩ nhiên rồi anh mạnh là mình phải đổi mua đường truyền mới, mạnh thì mua ông thì một là anh đổi mua đường mới anh nói chung là có người cấu hình hay là làm gì đó giống như là anh chia sẻ băng thông sao mà dù như anh nhắm chỗ này dùng bao nhiêu cái này bao nhiêu á thì nó sẽ ổn, hoặc là anh đăng ký một đường truyền mới rồi lắp cho nó riêng thì nó sẽ mạnh, dĩ nhiên rồi còn cái băng thông này ví dụ 40 mà anh chia cho nhiều người quá thì nó sẽ bớt bớt đi thôi chứ băng thông nó cũng là cố định chứ nó đâu có thêm bớt được anh, băng thông không thêm bớt được. Chỉ có thêm người bạn vô anh điều tiết hay chẳng chạy được thôi, nhà mình với vợ mình với cái bà già cũng dùng thôi, nhà có 4 người dùng rồi thì có thêm người chơi game mình thấy vẫn mình đặt hai con Chào anh Nguyễn Chí Đạt nha. Quy, anh không là anh thôi. Không, phải là anh thôi là do mày này mày. Đổi cái phẩm nè. Quay cái gì mà tới giờ còn không biết, đứng đó quay gì vậy? Được. Mạnh không? Nó phát mạnh không? Không cần. Anh đi mua một mình con để kéo quần nó mát. Nhà nghỉ cho anh nó cần nhiều con. Tại vì một con này á, anh coi cái độ xử lý nó bao nhiêu. Thì thường cái bộ xử lý của một. Đứng dưới quay lên, giờ quay cho thẳng, giờ quay thầy luôn. Dạ. Phải như gì mà tới giờ không biết cái quay. Tiếp nè. Hai bảy con gì là con. Trên Phong Lâm nha. Tầng 1 ra, một tầng là chỉ cho Lê Thành Lý, anh Đạt có bí kíp ta, đợt trước bệnh súng căng quá trời, nay thấy hơn lúc trước. Trịnh Trần Nguyễn A Hoàng nha, A Hào nha. Chào anh Đặng Chú Quốc nha. Chào anh Mảnh Duy nha. Đẹp quá chú ơi. Giờ các bạn đang xem livestream nha. Địa chỉ của tiệm là 32 Thích Quang Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. Đây chúng tôi chiên combo chiên sữa hành nha. Ai có anh Sâm không ý vô lòng là trực tiếp đến tiệm nha. Thầy mình không tiếp khách qua số điện thoại, Zalo hay Facebook nha. Dạ, 57 người thôi.
Thắng Cuồng, chào anh Đạt. Rồm ca ca kim mấy mà anh này dãy quá vậy anh. Nguyễn Thanh chào chú Đạt. Sau lưng thầy là địa chỉ của tiệm của các bạn, 32 Thích Văn Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha. Đây chúng tôi chiên cover, chiên sớ hình nha. Ai có anh Sâm không ý là trực tiếp đến tiệm nha các bạn. Thầy mình không tiếp khách qua số điện thoại Zalo hay Facebook nha. Nguyễn Đức Toàn chào chú và tất cả anh em, buổi tối vui vẻ. Lê Thành Lý đẹp xuất sắc bác ạ. Quá đẹp rồi, có người khen rồi anh Đạt ơi. Quay đáp ảnh không? Dạ. Xuống dưới đây quay tác phẩm nè. Có bên đây đứng bao quát cái tác phẩm không? Có. Cho anh Đô Nhân Phan nha. Cho anh Đình Thái nha. Chào anh Tuấn nha.
Thiện Tâm chào chú Đạt. Chào anh Nguyễn Ngọc Trường Sơn nha. Chào anh Khánh Huy nha. Lê Thị Mộng Giàu chúc chú nhiều sức khỏe. Chào các bạn đang xem livestream nha. Địa chỉ của tụi là 32 Trách Quận Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. Ở đây chúng tôi chuyên cover, chuyên sửa hình nha. Trần Tâm lên hình gì đấy chú? Cậu Ba Hậu Quách chào. Danny Bell nick mới hả chú? Đây chúng tôi chuyên cover, chuyên sửa hình nha các bạn. Lê Thị Mộng Giàu thả bạn tim cho chú của con. Duy Hùng Nguyễn, con chào thầy, chào anh em. Đó. Duy Hùng Nguyễn, quá nhanh, quá tuyệt vời thầy ơi. Mai gặp nữa, mai gặp nữa. Không nói vậy với mai rồi là được. Đi chưa gì lên được. Mai đi tiếp mà, mai tiếp được. Mai lên cũng lên. Chưa, nằm xuống. Chưa xong. Con nó về luôn. Đây nè, đây trong đây có con mắt, đây có thuốc tê nè, để tả luôn đi cho vô xong. Được không? Ờ, chết rồi. Ok. Phan Phan nằm xuống để quay phim nè. Ngồi dậy quay đi. Ngồi dậy quay quá. Điện thoại ba đơn.